Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Tú Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những sản phẩm mới. Cô chú anh chị đón xem những cái video mới của em vào lúc 7 giờ 19 giờ ngày hàng ngày là lúc 7 giờ tối. Và cô chú anh chị thích sản phẩm nào thì cứ nhắn tin cho em cái mã số và cái ngày, hoặc gọi trực tiếp cho em, hoặc là nhắn tin qua Zalo. Cái số điện thoại trên dưới video 0973952507. Có hai phương thức, mình một là chuyển khoản cho em, chuyển khoản trước cho em sẽ reship, hai là mình sẽ em sẽ ship code và khách sẽ tự trả phí ship. Dạ, đầu tiên hôm nay sẽ là một cái ví cầm tay, cái này là lót lông thỏ thật. Nè, quý này là da thật nha. Quý này là da thật. Nè, rất là đẹp luôn. Đây là da của nó đây. Da nó rất là mềm mịn nha. Mình đi tiệc hai đồ rất là sang trọng nha. Quý này, quý này độ mới, độ mới là cỡ khoảng 98% nha. Độ mới cả 98%. Đây, rất là đẹp nha. Và đây là bên trong, ở đây là mặt trước là lông thỏ ha, mặt sau là da thật nha, sau là da thật nha. Và để em vào bên trong cho mọi người xem nha. Đây, em sẽ vào bên trong cái ví này rất là bự nha. Đây, ví rất là bự luôn. Và bên trong có một cái ngăn, bên trong có một cái ngăn. Đây là ngăn ngăn nhỏ ha, đây là ngăn nhỏ nữa, hay là ngăn bự ha. Đó, và đây là mình để ATM nè, 1 2 3 4 5 6, được 6 cái ATM nè. Đây ha, ngăn này là để tiền đồng bạc đồ rất nè. Bên trong, bên cái này là lót vải nha, bên trong là lót vải ha. Đây có một cái ngăn nhỏ nữa ha, bên trong rất là bự luôn nha. Này mình có thể mình để vừa cái điện thoại luôn á, mình cầm tay đi tiệc thì rất là đẹp nha. Đó ha. Và kết thúc của cái túi này, kết thúc của cái ví này, chiều xuống là 13, chiều dài là 22 nha. Cái độ dày của nó là 3. Khen khóa là rất là ok nha. Cái độ mới nó cỡ khoảng 98% nha. Còn rất là đẹp nha. Đây, rất là đẹp. Cái độ mới còn rất là cao nha. Còn bên đây còn một cái ngăn ngoài nữa nha. Ngăn ngoài như thế này. Đây là lông thỏ nha, rất là đẹp và ok luôn. Cô chú anh chị thích cái này thì lên giùm em cái mã số 5 nha. Ví lông thỏ nâu 300k, ví lông thỏ nâu 300k. Và cái đến là một cái này là một là mình đeo chéo ha,
Một là mình đeo chéo, một là đeo chéo. Đây là đặt trước. Hai là mình xách tay. Rất là đẹp luôn. Này là phối ren nha. Phối ren. Ở đây là ngọc trai nha. Ngọc trai cái kiểu giống như ngọc trai vậy đó, à, không. Bên đây là dập đồng, miếng đồng nó rất là đẹp. Đây mặt trước của mình nha, đây mặt sau ha. Đây mình mở ra ha, mở ra. Một là mình đeo chéo ha, hai là mình cầm tay nha, cầm tay đi nha, cầm tay như thế này đó, mình cầm tay đi rất là chắc tay và ok nha. Đây mình đựng vừa điện thoại và tiền luôn nha. Bên trong của nó đây, lót vải nha, bên trong lót vải còn rất là đẹp ha, không có lỗi lầm gì hết. Kích thước của cái túi này bề ngang 29, chiều cao là khoảng cỡ 12 ha, 29 chiều cao là khoảng 12, và cái độ dày của nó, độ dày của nó khoảng cỡ 8 nha, 8. Cô chú anh chị thích cái ví này thì lên giùm em cái mã số 6 cốp nữ 300k, cốp nữ 300k mã số 6. Và tiếp theo là một cái túi xách tay nha. Đây túi xách tay hoặc đeo chéo đều được nha, đeo chéo ok nha. Đây, đeo chéo ha. Và tổng quan bên ngoài mới cỡ khoảng 95%. Bên đây nó có một cái lỗi nhẹ ha, là do nó bị cấn á, để kiện thùng á, nó bị cấn ở chỗ lỗi nhẹ đây ha. Không có nó vẫn đẹp nha, nó không có vấn đề gì nha, nhưng mà nó chỉ cấn nhẹ một chỗ sáu đó thôi, có một lỗ nhỏ xíu vậy thôi. Bề ngoài ha, bề ngoài nó đẹp nha, rất là đẹp nha. Bên trong đây, bên trong nó như thế này, cái này bề ngoài nha, bề ngoài là một cái 500 nó hít lại với nhau đây, và đây là nút gài ha, nút gài này là quả tiết nha, quả tiết cái nút gài thôi chứ đây gài ha, nhưng mà thật ra mình hít 500. Bên trong nha, bên trong là lót vải nha. Đây, có cái thương hiệu của nó đây, New York. Túi xách tay New York nha, đây. Toronto nè, không, rất xa New York. Trong đây có một cái ngăn nhỏ, đựng những đồ quan trọng nha. Và bên đây thì một cái ngăn bự nha. Bên đây là ngăn nhỏ nè, đây ngăn bự nè. Có hiệu New York, xách tay New York. Toronto nha. Túi này đẹp nha. Cái kích thước của cái túi này
kích thước của cái túi này bề ngang là 7 ha, chiều cao 18, chiều dày là 9 nha. Nếu cô chú anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 2 xách tay đen bầu 350k ha. Nó chỉ có này, còn túi này còn rất là mới luôn. Da thật nha, đẹp nha. Nó chỉ có một cái lỗi nhỏ đây là do nó bị cấn vậy thôi. Nó bị cấn thôi ha. Mình đánh bóng mình xi vậy nó vẫn ok nha. Da thật nha. Đây xách tay đen bầu số 2 350k. Và kế đến là một cái túi ha. Túi này màu nâu, xách tay nha. Xách tay nha. Mình túi mình xách tay đẹp nha. Dập hiệu, thương hiệu dập hiệu. Túi này Italy nha. Này Italy đây ha. Italy. Độ mới cầu khoảng cỡ 90% ha. Cái vai nè, cái vai này nó bị sờn một xíu thôi ha. Sờn một xíu. Mình đánh bóng lại là xài rất là ok nha. Và đây là cái phía sau ha, phía sau có một cái ngăn nhỏ đây. Ngăn nhỏ. Ha, khóa là vẫn ok nha, ngăn nhỏ đây ha. Bên trong là lót da nha. Ngăn nhỏ bên trong là lót da nha, còn rất là đẹp và mới luôn. Và đây là cái bên trong lót da. Cái Italy này, cái hiệu này rất là đẹp và mắc tiền nha. Đây ha. Và bên đây có một cái khoen khóa ha. Khoen nè, hít lại với nhau. Ok. Và cái hiệu đây, cái dập hiệu lên đây. Italy nha. Italy. Bên trong là lót da nha. Còn rất là đẹp. Có một cái ngăn chính giữa đây. Ngăn chính giữa đây và một ngăn nhỏ ha, để những đồ quan trọng nha. Rồi. Cái kích thước của cái túi này để em đo kích thước cho mọi người xem nha. Kích thước của cái túi này chiều cao là 20, ngang là 30, chiều dày, dày của nó là cỡ khoảng 10-11 nha. 11. Cái túi công sở này là cô chú anh chị thích thì lên giùm em mã số 3 nha. Công sở nâu Zacco Italy nha. 420k. Còn rất là đẹp nha. Túi này mới cỡ khoảng 90%. Đó ha. Chỉ có một cái nó sần sần ngay chỗ cái này chút xíu thôi. Đó, đây. Và kế đến là một cái túi. Túi này là bao tử nha. Túi bao tử đeo trước nha. Mới có khoảng 75% nha. Đó. Ha. Bao tử. Và mình đeo trước bụng như thế này. À. Dạ, mình đeo trước bụng và đây có một cái ngăn nhỏ đây. Ngăn nhỏ ha. Ngăn nhỏ nó đây. Ngăn nhỏ này có một cái khóa rất là bự luôn. Nó. Khóa đây và cái đây cái dập vô đây nha. Khóa. Và đơn ngăn bên trong, ngăn bên trong đây. Bên trong nó còn rất là đẹp, lót vải nha, lót vải đây, lót vải rất là đẹp nha. Đó, thấy không, mình rất đẹp. Bên ngoài nó có hai cái này để mình rút lại nè. Đó, rút lại.
và đem đo kích thước cho mình nhé. Này là bằng chất liệu là zin nha, chất liệu là zin, vải zin đấy. Cái kích thước của cái bao tử này, kích thước của cái bao tử này, chiều cao của nó 34, chiều dày của nó 12 và chiều ngang 20 nha. Cô chú anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 10 bao tử zin 380k, độ mới còn 85% ha, không có lỗi lầm gì á. Bên trong là đây là lót vải ha, bao tử zin 380k, bao tử zin rất là đẹp ha, bao tử zin rất là đẹp luôn đó. Đựng được rất là nhiều đồ để mình vừa xách mình vừa đeo được. Và kế đến là một cái chiếc túi ha, chiếc túi để mình xách tay và đeo vai đều được ha. Cái này là da thật 100% nha, da rất là mềm mịn và đẹp nè ha, da rất là mềm mịn, khoen khóa là rất là ok. Đây là bên hông nè, nó không khoen khóa rất là ok nè đó, khoen khá là ok, dây đồ. Cái này độ mới cỡ khoảng 98% nha, độ mới còn 98%. Bên trong đây là nó hết nè, nó hết lại với nhau đó, bên trong nó hết lại. Cái đến là bên trong là lót dập hiệu nè ha, bên trong dập hiệu nè ha. Cái thương hiệu của nó là Simply Vera nha, này thấy không, tập hiệu trên một cái miếng đồng. Và đây là một cái ngăn kéo nhỏ, đây ngăn kéo nhỏ đây nha, ngăn kéo nhỏ ở đây là một cái hai cái ngăn kéo ngăn nhỏ nữa, đây hai cái ngăn nhỏ nè ha. Và đây là một cái ngăn kéo đây, ở trong là lót vải nha, lót vải có cái thương hiệu của nó luôn đó, thương hiệu đó. Cái này là vải này là của thương hiệu của này luôn, đặc trưng của cái thương hiệu này là cái vải như thế. Và kích thước của cái túi này là chiều ngang là 36, chiều dày là 13, chiều cao là 17 ha. Cô chú anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 8 sách tai phối miệng 330k, rất là rẻ nha, rất là rẻ. Cái túi mà da thật như thế này độ mới còn khoảng 98% luôn, trang khóa còn rất là ok nha, mà có 330k mình mua về mình xài rất là bền luôn á nha, da thật. Và kế đến là một cái túi trống nha. Đây, túi trống
cái thương hiệu này là thương hiệu nổi tiếng nha, Robusta nha. Và chữ R là túi trống. Cái túi trống này thì mình sẽ được rất là nhiều đồ nha. Bên trong là da, yeah. Bên trong là nó cái này là đây ha, da yeah, nha. Ở ngoài là nó cái chất liệu này là da canvas. Da thật nha, da thật 80% và thêm 20% là nó cái chất đó, cái chất vô nó. Thì cái thương hiệu này rất là nổi tiếng nha. Này bên trong nè ha, bên trong có nguyên một này là da nè ha, da bò. Nhưng mà nó lấy thêm một cái 20% của cái chất nữa. Nó không phải 100% nhưng mà là da. Nè, thấy không? Cái thương hiệu rất là nổi tiếng nha. R nè, Robusta. Cái túi này bên trong của nó đây rất là đẹp nha, không lỗi lầm gì hết nha. Này nè, cái da này là da thật nè. Cái dây đeo là da thật nha. Cái túi này nó có một cái lỗ chút xíu đây ha, cái lỗ chút xíu cái lần này thôi, ngoài ra là nó không có, nó còn rất là đẹp luôn ha. Túi này mình xách đi du lịch là ok luôn ha, xách đi du lịch hoặc là đi thể thao là rất là ok. Cô chú anh chị thích cái túi chống này thì lên giùm em cái mã số 11, túi trống R690K. Và tiếp theo là một cái túi đeo chéo. Đây, túi này đeo chéo. Cái thương này là vải nha. Cái này thương hiệu là Nhật Bản nè. Hàng nội địa Nhật đây nha. Hàng nội địa Nhật. Còn mạc theo luôn nè. Đó. Và cái đến là một cái ngăn nhỏ đây. Ngăn nhỏ đây ha. Ngăn nhỏ nó không lỗi lầm gì. Cái độ mới gần như 99% luôn. Nó rất là đẹp nè, thấy không? Còn cái khoen khóa đều rất là ok nè, như mới vậy đó. Đây, bên trong ha. Và có một cái ngăn nhỏ đây, ngăn nhỏ ha. Và kế bên đây đã ha. Cái ngăn nhỏ rất là đẹp luôn. Cái túi này mình đeo chéo rất là ok luôn đây ha. Cái túi này kích thước của nó, đem đo kích thước cho mọi người nha. Một cái ngăn ở ngoài và một cái ngăn bên trong. Kéo rất là đẹp, nghe mặt xanh. Độ mới còn rất là cao. Nó chỉ có bị dơ chỗ này chút xíu thôi, chắc là do dính bụi vậy. Cô chú anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 1, bao tử dù xanh 350K. Và kế đến là một cái túi này ha. Cái túi này xách tay đeo vai, xách tay ha, xách tay.
túi này xách tay, đeo vai thì nó hơi hẹp quá. Rồi cái bề ngoài nó còn mới có khoảng 98% nha. Bên đây là một cái thương hiệu dập nổi trên một cái lớp da ha. Đây da ha. Phối da phối nha ha, còn rất là đẹp. Đây và kế đến là một cái ngăn này là có hai ngăn, ba ngăn, một hai ngăn hai bên và một ngăn ở chính giữa. Thì ở trong trong là một lớp da nè, lớp lớp vải này là da ha. Da này là da canvas nè, đó da canvas phối màu đó ha. Này bên trong, bên trong, bên ngoài, bên ngoài ha. Và có một cái chính giữa ha, chính giữa đây gần rất là đẹp mới luôn. Cái kích thước của túi này là 10, bề dày là 10, bề ngang là 33, chiều cao 25, chiều cao là 25. Cô chú anh chị thích cái túi này thì lên giùm em của mã số 7 xách tay Âu nha, 550k, xách tay Âu. Cái này là giống như là một cái form á, form của châu Âu á, hàng xách tay châu Âu á, rất là đẹp luôn. Và kế đến là một cái túi, cái túi này là để mấy anh ha, mấy chị ha đi thể thao á, và rất là đẹp luôn nha. Cái túi này cái độ mới gần như là 99% nhưng mới vậy đó. Đây và đây là cái da canvas ha. Ở đây là mũ bấm, da bóng ha, mũ bấm ha, chất liệu nha, bóng bấm. Đây là da nha, da tổng hợp chứ, này là da tổng hợp. Và bên trong đây cái hương hiệu á, thương hiệu của nó Bhutan nha, chợ rất là nổi tiếng ha. Nó cái thương hiệu của này là dành chuyên cho mấy anh chơi thể thao ha, mấy chị đi chơi thể thao ha, tiện đồ đi chơi thể thao rất là đẹp luôn. Bên trong, bên trong đây nha, bên trong là lót vải nha, nó còn rất là đẹp và mới luôn. Đây dưới thì có bốn cái đinh ha, dưới bốn cái đinh đều đầy đủ luôn. Còn có một ngăn nữa đây, ngăn nữa đây nha, ngăn nè, nở ngăn. Bên trong là lót da, ô lót vải nha. Cái thương hiệu này chuyên sản xuất đồ, cái túi sách để chơi đi thể thao nha, rất rất là đẹp luôn. Cái túi này mấy anh chị đi chơi thể thao rất là ok nha, thể thao đó. Và kích thước của cái túi này bề dày là 13, bề ngang 34, chiều cao 25,
Cô chú anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 9, túi thể thao 490k. Ngày hôm sau nha, 490k túi thể thao mã số 9. Và cái đó là một cái túi này là da nha, túi da. Túi này rất là bự luôn. Đó. Ha. Ở bên đây, ở đây, nó có một cái để cho mình nối hai cái này lại. Nha. Đó. Nối mình lại đó. Rất là đẹp luôn. Vào đây. Để em đo kích thước trước của cái túi này nha. Cái túi này bề ngang là 30. Ngay tới đây là 30. Chiều cao. Chiều cao là 33. Chiều ngang này là 43. Cái chiều dày á, cái chiều dày này là 33. Trong đây có một cái ngăn nhỏ ha, cái ngăn nhỏ đây, một cái này, một cái ngăn nhỏ. Đây. Đó. Một cái ngăn nhỏ và bên đây. Bên đây thì có hai cái kéo đây, hai cái kéo như thế này. Thôi mời qua đây, cái ngăn này trước tiên đi. Nha, cái ngăn này. Đó, một cái ngăn nhỏ. Nha. Cái độ mới cỡ khoảng 90% nha. Đây, một ngăn này. Và một cái ngăn này là bự nhất nha. Cái này đựng đồ rồi ha, rất là nhiều đồ luôn nha. Đây là bên trong của cái túi nha, độ mới còn phải 90%. Túi này là da nha, túi này là da nha, da bên trong lót vải ha, rất là đẹp luôn. Nếu cô chú anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 4, du lịch đen to 850k. Dạ. Cảm ơn anh chị đã xem video ngày hôm nay. Và cô chú anh chị thích cái mã số nào thì vui lòng gọi điện thoại cho em hoặc nhắn tin Zalo và nhắn tin tới em. Thì cái kèm cái mã và cái ngày thì em sẽ check cái đơn đó coi sản phẩm đó mình còn hay không. Dạ, em sẽ chốt đơn và anh chị nào chuyển khoản trước em sẽ miễn phí ship nhé. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay.